Đây là một chiếc ghe chở đá đang đi trên sông Xà Rạp các bạn. Đi từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh nha. Bên kia sông là phà Cát Lái. Con này chở cũng rất là khẩm nha. Hôm nay khu vực này gió cũng rất là mạnh các bạn. Đây là một chiếc ghe đang đi xuôi chiều nước. Đi ngược chiều là gió nó mạnh lắm, sóng nó cũng lớn này. Quá dữ. Tiếp tục là một chiếc xà lan nữa nha. Quanh xà lan chở đá. Đây là xà lan hoạt động khu vực Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đi qua sông Xà Rạp và sông Sài Gòn. Và chúng ta xem chiếc tàu lai dắt đang kéo con tàu container ra khỏi cảng nè. Đây là dân miên Harmony các bạn. Một con tàu rất là lâu đời rồi. Hạ thủy năm 2005, 17 năm trước các bạn. Dân miên này đang đi dưới cờ Đài Loan. A2 đang kéo cái đầu ra nè các bạn ơi. Quá mạnh. Quá khủng thiệt chứ. Đứng hơi xa nên dòm nó không được rõ lắm nha, không được rõ mặt thủy thủ các bạn. Thấy rất là rõ con tàu. Đây là Giang Minh chở 1.500 TEU và chiều dài nó là 168 m, bề rộng nó là 27 m nha. Chiếc này chở được gần 20.000 tấn các bạn vào mùa hè, mùa đông thì 15.000. Đây là con tàu chở khá là nhiều hàng ở trên boong. Chiếc này thuộc dạng chung các bạn, không lớn ở khu vực này nha. Kéo con tàu này ra cái khỏi cái cảng cũng rất là khó khăn các bạn ơi. Khu vực này nó cũng không có rộng cho lắm. Mấy con tàu nó quá khổng lồ. Lấy đang dịch ngược ra nè. Đây là trong cảng A6 đang đẩy cái đó, cái đuôi vô. Cái đầu nó kéo ra nha. Kéo dài ra ghê không? Theo thông tin thì cọng dây đó là chịu được tải 40 tấn thôi ạ.
quá khủng. Hôm nay trời khá mát mẻ quá ơi. Đây là anh Tân Cảng A6 nha. Quay cái đầu được nữa, quá khổng lồ, nên là chắc quá nhiều. Đây là chiếc tàu ở phía sau, nó chắc tới 4 tầng cơ, trên bon đếm lên 4 tầng nha. Mấy cái container ở giữa là container dài loại 40 feet, phía trên đầu mũi là có một dãy container loại 20 các bạn. Đây là cái đầu của con tàu này. Dân min vào khu vực cắt lái mình thấy là rất là nhiều nha. Đây là chiều dài của con tàu. Anh ấy đang rời khỏi cảng các bạn. Đang đứng trước con tàu kìa. Ngay trước mũi con tàu quá. Wow. Đây là cái gì đây? Cái máy xây các cái tầng nha. Các cái cầu thang đi lên các cái tầng máy và tầng chỗ ở và bồn lái. Cabin lái nè, khu vực này là ống khói quá.
đứng trước mũi tàu giống như là đứng trước mũi tàu Titanic các bạn. Là một cái hàng rào ở phía trước nha, cho thủy thủ đứng ở đó. Ở đây nó có loa kèn. Đây là cái tên dân min Kowloon Harmony. Kowloon là cảng của Singapore, của Đài Loan. Đây là Kota Haba và nó cũng chuẩn bị quay đầu nữa nha các bạn. Chiếc này nhỏ và nổi. Hai chiếc là dắt đang quay đầu rất là nhanh con tàu này nè. Chiếc này chỉ chở được 1.000 TEU thôi. Và chiều dài là 160 m, bề rộng nó có 25 m rồi. Chiếc này 18.000 nha, gần 19.000 tấn. Đây là một chiếc tàu đi cờ Singapore. Chiếc này là một chiếc container có cẩu ở trên tàu các bạn, hai cái cẩu. Mấy chiếc này có thể vào sông nhỏ hơn được rồi. Cái mép nước của nó hiện giờ là 78 mét nha. Chở công lạnh cũng rất là nhiều. Và cái công trụ chở chất lỏng ở đặt ở phía trước. Anh này anh chở không được nhiều các bạn.
là Siết San 2, một con tàu rất là khổng lồ đang cập bến nha các bạn. Chiếc này hạ thủy 2015 và nó chở được 1.800 TEU, chiều dài nó là 171m nha, chiều rộng là 7,6m. San 2 dịch ra tiếng Việt hình như là Thượng Hải các bạn. Anh này chế cái mũi phẳng. Wow, chiếc này nó chở quá trời nhiều hàng luôn, đang cập cảng Cát Lái. A2 đang chuẩn bị đưa anh ấy vào cảng luôn các bạn. Thêm một chiếc cà phê Forbi. Cap Forbi, đây là một con tàu container nữa nha, đang rời cảng nè, nó đi song song với lại mấy chiếc bon đá.